Tiểu sử Cao Xuân Tài. Cao Xuân Tài sinh năm 1995, anh sở hữu chiều cao 1,82m. Cao Xuân Tài sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, anh được mọi người biết đến với vai trò là một người mẫu, huấn luyện viên thể hình. Ít người biết rằng, trước khi sở hữu body 6 múi cực chuẩn như hiện tại thì anh cũng đã trải qua thời gian dậy thì với ngoại hình gầy gò. Sau này, anh có học tại trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng và đây cũng có lẽ là nơi giúp Xuân Tài lột xác và trở nên nam tính nổi bật. Được biết thì trước đây gia đình anh rất khó khăn, nên hồi còn đại học Tài đã phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền. Anh chia sẻ bản thân từng làm phục vụ bàn với mức lương 800.000 đồng một tháng, đôi khi là đi làm phụ hồ để có thêm chút tiền trang trải cho việc học. Anh tham gia cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2017 và giành được danh hiệu Á quân 1. Đây cũng là bàn đạp vững chắc cho Cao Xuân Tài có cơ hội tiếp tục rèn luyện, phát triển để tham gia thi tranh tài tại đấu trường quốc tế với cuộc thi Man of the World 2018. Trải qua nhiều vòng thi từ trình diễn trang phục, thể hiện tài năng, tham gia nhiều các hoạt động do ban tổ chức đề ra trong vòng 16 ngày, Cao Xuân Tài đã từng bước thể hiện bản lĩnh, tài năng của mình và dần chinh phục khán giả cũng như ban giám khảo khó tính. Đến cuối cùng anh đã vượt qua 30 đối thủ xuất sắc giành giải quán quân cuộc thi Man of the World 2018 lần thứ 2 đã diễn ra tại Philippines. Chưa dừng lại ở đó, Cao Xuân Tài còn bội thu giải thưởng khi anh liên tiếp gặt hái được 4 giải phụ do khán giả và nhà tài trợ bình chọn: Media Impression, Mr. Sogo, Mr. Revel, Hot Pick, Mr. Sology. Cùng 2 giải chính là huy chương vàng Best Casual Costume, huy chương bạc Best Swimwear. Phải công nhận rằng đây là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời Nam Vương Cao Xuân Tài và là một năm đầy thành công vang dội. Sau khi đoạt ngôi vị quán quân, Cao Xuân Tài có nhiều hoạt động trong showbiz hơn, anh không những đắt show quảng cáo, trình diễn thời trang, dự sự kiện. Nam Vương 9X là người rất năng nổ. Anh tham gia nhiều hoạt động và còn xuất sắc đạt ngôi vị Á quân người nghệ sĩ đa tài 2018. Trong đó ấn tượng nhất là những phần trình diễn siếc đặc sắc khiến Việt Hương và các giám khảo hết lời khen ngợi. Anh còn tham gia đóng MV ca nhạc Nghe Nói Anh Sắp Kết Hôn của Văn Mai Hương và Bùi Anh Tuấn. Cao Xuân Tài còn được tin tưởng giao trọng trách làm giám khảo cuộc thi Đánh Thức Vẻ Đẹp Phái Mạnh. Với kinh nghiệm trình diễn và thi đấu ở nhiều sân khấu trong và ngoài nước, nam người mẫu có đủ tự tin và vốn liếng để giúp thí sinh có những phần thi trọn vẹn nhất. Với ngoại hình điển trai, cùng tính tình trầm ổn, trưởng thành, Cao Xuân Tài là thỏi nam châm thu hút các bạn nữ đến tỏ tình trong chương trình Tình Yêu Hoàn Mỹ. Vừa qua trong tập 27, Cao Xuân Tài cùng Thảo Huyền có một cái kết viên mãn khi cùng nhau dắt tay ra về, họ từng quen biết vào 3 năm trước. Đến nay nữ chính xinh đẹp quyết tâm đến thổ lộ lòng mình với Nam Vương và thật may mắn cho mối lương duyên cũ lại lần nữa được mở ra, cả hai quyết định sẽ bắt đầu từ bạn bè trước tiên. Cả hai cũng thường xuyên trò chuyện liên lạc với nhau sau chương trình. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2020, Cao Xuân Tài sau khi trở về nước từ chuyến công tác tại nước ngoài, anh đã trực tiếp đến khu vực cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Nam Vương chia sẻ hình ảnh thú vị của anh tại khu cách ly với quầy hàng bách hóa mini siêu dễ thương, vừa cho thấy tinh thần lạc quan của Cao Xuân Tài đã nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Ở thời điểm hiện tại, anh dành thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp của bản thân chứ không nghĩ đến chuyện yêu đương. Cụ thể, nam người mẫu có chia sẻ là bản thân đang thử sức mình trong nhiều lĩnh vực mới, từ vai trò MC cho đến diễn viên. Anh cũng thừa nhận rằng bản thân mình chưa có đủ sự tự tin để đứng vững trong nghề nên dễ hình thành tâm lý lo lắng và sợ hãi. Trong một bài phỏng vấn vào tháng 5 năm 2021, Tài có chia sẻ là thời gian gần đây anh cũng rung động trước một cô gái nhưng không thể tiến đến chuyện tình cảm vì đó là tình đơn phương. Anh tâm sự thích đó chứ, nhưng Tài cũng cảm nhận rằng người đó không thích mình, cho nên vẫn chưa tìm được người nào bên cạnh cả. Tài cũng có thổ lộ rồi, nhưng bị người ta từ chối.
mà những người thích mình thì bản thân lại không rung động. Chuyện tình cảm của Tài buồn vậy đó. Dù vậy, anh không thấy buồn lòng mà cho rằng đây là một cái cớ để bản thân có thể tập trung cho sự nghiệp.